người ta thấy trên kia rồi. Nhưng mà không, tôi đã có biết trên kia thấy mà. Tôi nhảy cái bên rồi. Tôi nhảy xuống lớp 7 cái mà thấy rõ ràng. Cái gì phải có tình có lý. Làm cái gì nó có ngay đâu. Đời sống cái gì người ta quan cố người ta làm cái gì đó. Nên làm người ta mạnh tay luôn. Thẳng sẵn sàng trừng trị những cái kẻ nó đậu bậy bạ mà mình nói. Nó là nhà người ta một xíu chở đi mớ lú đậu xe tôi thấy tôi mở cửa đó đấy đó là quá đáng tôi thật đem tôi bắn tôi đem tôi bắn tôi bắn tôi bảy chục tuổi cũng muốn chết rồi mà chết trong một cái đó sao dám nói sự thật mà tôi là gì cũng hay làm để cho người ta kính nể giống như